Ok, đây là cái máy máy sấy nha, của Dyson. Con này thì giá của nó chắc tầm trên 10 triệu ạ. What? What the fuck? Thì hôm nay mình đập hộp thử có cái gì mà nó mắc như vậy nha. Đây là tên và thông số của nó. Con này chạy 120V ha. 60Hz. Rồi con này mình nhập, con này nhập Mỹ. Con này mượn về nghiên cứu. Đại sự. Ok. Máy xây tóc gì mà trên 10 triệu thế này. Đây là cái gì đây? Không sao. Thôi slow em ra trước đi. Ây da. Trên này nó có cái nút test reset sẵn trên này luôn. Cái con này hàng Mỹ nên là nó xài 120 à, nhỏ tí à. Đầu của nó. Thơm. Cái này là cái bảo vệ lúc mà cái dây á bị chạm chập ở đâu thì cái đây cái công tắc bảo vệ thôi. Không biết nó có chức năng chống giật không thì không biết. Giống như là có chức năng chống giật nữa đó. Để em nghiên cứu sau. Chính em ở đây. Nhẹ lắm. Đây là đầu kết nối của nó. À, dạ. Nó có từ. Hít mạnh. Cháy gần là tự động hút vào. Xoay. Con này là nó chạy động cơ ở trong này. Đẩy gió lên. Và nó sẽ được công nghệ đặc biệt nữa. Nó dán như vậy. Ây da. Cái đầu này bạn vậy. Chưa xài thử nhưng nhìn là thấy thích xài. Này bỏ lên đầu xài bao phê. Ây da. Rồi. Rồi. Quăng này đi. Tự dụng coi cái gì đây. Hướng dẫn sử dụng. Thì nút đây là nút chỉnh level. Chỉnh mức nóng, mức quạt, on off,
gió bên đây là nóng.